Điều tuyệt vời nhất trong một tấm ảnh chính là nó sẽ không bao giờ thay đổi, ngay cả khi mọi thứ bên trong tấm ảnh đó đã đổi thay. Thế nên hãy lưu giữ lại những khoảnh khắc của bạn qua những bức ảnh, những thước phim, để sau này dù bạn có thay đổi đi chăng nữa thì bạn vẫn có thể nhìn lại bản thân mình cũng có những năm tháng đáng nhớ.